Xin chào mọi người. Chiến thần ở rễ, Dương Thanh, Toàn Thanh Tâm, chương 4718 đến chương 4722. Trong thời gian kế tiếp, Dương Thanh một bên tu luyện, một bên chỉ điểm cho Mạng Thiên Đan và những người khác. Qua một tuần, Dương Thanh thấy các thế lực khác trên toàn cầu vẫn không đến giao nộp tài nguyên. Điều này khiến cho anh 10 phần phẫn nộ. Lập tức anh đi gặp đại trưởng lão. Nếu bọn hắn đem lời đó của tôi xem như đánh trắm, tôi không thể làm gì khác hơn là tự mình đi một chuyến. Dương Thanh vừa nói xong thì điện thoại trong văn phòng đại trưởng lão đột nhiên vang lên. Sau khi đại trưởng lão kết nối, sắc mặt lập tức đại biến, toàn thân nộ khí đằng đằng quát lớn. Cái gì? Bọn hắn đây là đang muốn chết? Thực sự cho là cửu châu chúng ta dễ bắt nạt lắm sao? Dương Thanh thấy đại trưởng lão cảm xúc kích động, lập tức liền nhìn ra sắp xảy ra chuyện lớn. Quả nhiên, sau khi đại trưởng lão cúp điện thoại, liền nói với Dương Thanh, mấy thế lực lớn này vậy mà đột nhiên khởi xướng cường công vào biên giới cửu châu, cầm đầu vậy mà là đám người đạo quốc. Phía biên giới đã sắp không chống chịu được nữa, mấy vị trưởng lão chúng ta phải lập tức họp bàn phái người tới đó. Ánh mắt Dương Thanh lập tức âm lãnh thêm vài phần, chẳng qua sắc mặt vẫn bình tĩnh như trước. Dù sao thì anh cũng hề đem mấy thế lực này bỏ vào trong mắt. Không cần, tôi sẽ tự mình đi nhìn xem một chút. Chỉ là một cái đạo quốc lại còn dám tìm đường chết như thế sao? Với cách này Dương Thanh triệt để nổi giận. Trước đó, tại buổi nghiên cứu thảo luận, anh đã mạnh tay dạy dỗ những thế lực không có mắt kia. Không vì tới, bọn hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn tìm đường chết. Nhất là đạo quốc, so với cửu châu, chỉ tựa như một con kiến. Vậy mà cũng dám phách lối. Dương Thanh là tứ trưởng lão của cửu châu. Bây giờ cửu châu lại bị các thế lực lớn toàn cầu liên thủ tấn công, anh cũng sẽ không thể ngồi yên nhắm mắt làm ngơ. Về phần họp thảo luận, Dương Thanh đã đợi không được nữa. Anh vốn dĩ rất căm hận Tiểu Đạo Quốc. Bất chợt anh để lại một câu nói với đại trưởng lão. Để đại trưởng lão an bài tốt bên này, thân hình anh lóe lên cũng đã biến mất tại trước mặt đại trưởng lão. Chỉ để lại một mình đại trưởng lão trong phòng làm việc, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Đại trưởng lão cũng đã gặp qua rất nhiều cường giả có tốc độ cực nhanh, nhưng tốc độ biến mất so với sấm sét còn nhanh hơn này, đại trưởng lão là lần đầu tiên nhìn thấy được. Không một ai chú ý tới chính là sau khi Dương Thanh rời khỏi văn phòng đại trưởng lão, thân hình sớm đã hóa thành một bóng đen, cấp tốc lao đi vùn vụt ở trên không trung, nhanh chóng hướng về phía biên giới cửu châu đang bị tập kích lao đi. Các người mau nhìn lên trời đi, là cái gì vừa bay qua vậy chứ? Tựa như là mưa sao băng đúng không? Thế nhưng là vì cái gì mà lại có màu đen như vậy chứ? Là ta hoa mắt chóng mặt hay sao? Ta dường như nhìn thấy thứ gì đó lướt qua rất nhanh, chẳng lẽ là vật thể bay từ bên ngoài hành tinh hay sao? Chim cũng bay được nhanh như vậy, máy bay cũng thể bay nhanh được như vậy, rốt cuộc đó là thứ gì vậy chứ? Dưới mặt đất, rất nhiều người nhìn thấy thân ảnh Dương Thanh lao đi vùn vụt lướt qua, nhất thời nghị luận ầm ĩ. Rất nhanh, trên rất nhiều trang mạng cứu châu cũng có một số người vội vàng quay chụp được cảnh tượng này, nhưng tốc độ của Dương Thanh quá mức nhanh chóng, gần như xuất hiện trong chớp mắt liền bị mất, cho nên trong video cũng rất khó nhìn thấy rõ ràng đây là con người. Trong lúc nhất thời, người của cửu châu nghị luận ầm ĩ, có người cho rằng xuất hiện vật thể bay ngoài hành tinh ở cửu châu, cũng có người suy đoán nói đó là vật thể bay của cổ võ trung giới, còn có người nói là cửu châu đã bí mật nghiên cứu ra máy bay phản lực chiến đấu, vân vân. Mặc dù cái suy đoán gì, nhưng cuối cùng không một ai dám nghĩ đến cái bóng đen nhanh chóng lóe lên kia lại là con người, hơn nữa còn là tứ trưởng lão của cửu châu. Liên quan tới những lời bàn tán mang tính chất thần bí của đám người thế giới mới, Dương Thanh không hề hay biết gì. Anh vì có thể lấy tốc độ nhanh nhất có mặt tại biên giới cửu châu, cho nên cũng không đi máy bay mà đã trực tiếp dùng linh khí trong cơ thể bay đi với tốc độ nhanh nhất. Rất nhanh, Dương Thanh liền đã đến phòng tuyến gần nhất tại biên giới cửu châu. Các cường giả tinh nhuệ thủ hộ biên giới cửu châu lúc này đã bị đám thế lực cường thế bức bách khiến cho không ngừng lui lại, thương vong 10 phần thảm trọng. Những thế lực này đem cửu châu đánh cho không kịp trở tay. Tại thời điểm Dương Thanh tới nơi thì một số huyện thành phố nhỏ tại biên giới cửu châu đã sớm thất thủ. Tướng trưởng lão, ngài một mình ngài tới thôi sao? Chi viện của cửu châu chúng ta lúc nào mới thể tới? Các huynh đệ ở đây sao không chịu được nữa rồi? Cường giả dẫn đầu quân tinh nhuệ tại biên giới cửu châu liếc mắt liền nhận ra Dương Thanh, vội vàng mở miệng hỏi.
Lúc này, những cường giả hàng đầu đều bị đạn pháo của quân địch oanh kích cho thương tích đầy mình. Các huynh đệ liều chết chiến đấu bên cạnh, người bê bết máu, thậm chí có người bị mất cả tay và chân. Điều này khiến cho sát ý của Dương Thanh đối với những địch nhân kia càng thêm nồng đậm. Dương Thanh trả lời cường giả dẫn đầu. Đội ngũ tiếp viện, hiện tại hắn là chỉ vừa mới xuất phát, chỉ có một mình tôi tới trước mà thôi. Nếu thế thì anh tới đây với tốc độ cực nhanh, đại trưởng lão bên kia hắn là mới chỉ vừa cùng các trưởng lão khác kết thúc cuộc họp, phải đi các chiến sĩ chi viện. Cường giả dẫn đầu lập tức sững sờ, chuyện này chúng tôi sắp không trụ được nữa rồi. Tứ trưởng lão, nếu là không có chi viện thì mảnh đất dưới chân chúng ta bây giờ cũng sẽ bị lấy mất. Hắn vốn cho rằng Dương Thanh sẽ mang theo một đội ngũ cường giả rất mạnh tới đến đây chi viện. Kết quả khi biết được chỉ có một mình Dương Thanh đến đây, hắn cảm giác như trời muốn sập xuống. Nhìn xem các huynh đệ tốt bên cạnh mình, bây giờ phần thì chết, phần thì tổn thương, cường giả dẫn đầu một vẻ mặt bi thương. Nếu đã như vậy thì chúng tôi cũng chỉ tới liều mạng, tiếp tục chống cự mà thôi. Cường giả dẫn đầu nói xong, trực tiếp nâng lên vũ khí, cấp tốc lao tới phía trước, lớn tiếng nói, các huynh đệ cùng tôi xông lên. Đúng lúc này Dương Thanh ngăn cản mọi người, chờ một chút. Dương Thanh trực tiếp ra lệnh, triệu tập tất cả các huynh đệ, lập tức ngừng bắn, tập hợp về một chỗ nghỉ ngơi, nơi này giao cho tôi xử lý. Nghe được lời nói của Dương Thanh, Cường giả dẫn đầu khẽ nhíu mày. Hắn mặc dù biết Dương Thanh rất mạnh, chẳng qua bởi vì hắn vốn luôn một mực bảo vệ tại biên giới Cửu Châu, căn bản không hề biết những chuyện xảy ra gần đây tại Cửu Châu, cho nên hắn đương nhiên là không tưởng tượng nổi thực lực ngày hôm nay của Dương Thanh đã khủng bố tới cỡ nào. Hắn lập tức nhìn về phía Dương Thanh nói ra, tới trưởng lão, đối phương có rất nhiều thế lực, gần như là tất cả các thế lực hải ngoại trên toàn cầu đều tham dự. Trọng yếu nhất chính là, nhìn thì như là đạo quốc đang dẫn đầu tấn công, nhưng trên thực tế là phía sau đạo quốc có sự duy trì của nước lớn. Nước lớn này bây giờ gần như là cường đại nhất trên toàn cầu. Lực chiến đấu trên các phương diện của bọn hắn đều rất mạnh. Đồng thời còn có được rất nhiều chiến sĩ là võ giả, còn có rất nhiều cường giả đối phó được với vũ khí tiên tiến của chúng ta. Mấy cánh quân lớn của chúng tôi chỉ ngắn ngủi trong thời gian nửa ngày, cũng chỉ còn lại một số huynh đệ này, một mình ngài làm sao thể ngăn cản được nhiều thế lực tấn công như vậy chứ.